hiện đang có mặt ở đây là ngay trung tâm luôn anh chị ha, ngay chợ Rò luôn chị, chợ Bà Tô. Chính xác thì đang có mặt ở trên đường này là đường Huỳnh Minh Thành ha, cung đường kinh doanh huyết mạch đó, nhà thuốc Lâm Châu này, mua bán sửa chữa ép kính điện thoại này, điện máy này, và bên này có điện máy xanh ha, và BNG kim cương đó, trang sức vàng bạc đó anh chị thấy. Điện ở đây là thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đi ra khoảng vài trăm mét thôi là mình khoảng 100m, 200m thôi mình đã đụng ngay vòng xoay à, vòng xoay Bà Tô. Công viên đồ này kia ngoài đây hết anh chị ha. Chợ Đò thì kế bên. Nay Điền có một cái sản phẩm ha, chủ gửi bán với diện tích là gần 100m2. Cách cái đường Huỳnh Minh Thạnh này vào khoảng vài chục mét thôi anh chị. Đối diện nhà thuốc Lâm Châu đi vào anh chị ha. Giá đang cần bán là 1,5 tỷ anh chị. Gần 100m2. Thổ cư thì gần như là full thổ cư. Đây anh chị ha. Đây. Thì bức xã mình sẽ đi vào đường hẻm này anh chị ha. Rồi có chú nào mà đang quan tâm bất động sản nằm trung tâm thị trấn Phước Bửu, giá lên quanh khoảng 1,5 tỷ thì đón xem hết video clip này anh chị ha. Đường này đi xuống biển nè, đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm ha, 6-7 cây số anh chị ha. Chỗ này trung tâm thì tiện ích điện đầy đủ rồi, trường học, ủy ban này kia có hết anh chị ha, ngân hàng đồ này kia nằm ngoài đây hết ha. Thì bất sẵn mình thì vào cái đường hẻm nhựa này, đường ô tô nha anh chị nha. Đó thì mấy cái cục điện này nhà nước mình sẽ dời anh chị nha, sẽ dời chắc là cuối năm nay hoặc là qua năm đầu năm sẽ dời anh chị. Đó. Đây đó, cái cục điện này nè, nói chung là cục điện này không sử dụng nữa này, sẽ di dời thôi. Đường ô tô đi thoải mái anh chị, đường thông nha, tới đây mình gặp ngã tư mình sẽ rẽ trái rẽ phải gì mình thông ra lại được Huỳnh Minh Thạnh hoặc là đường lớn ngoài kia anh chị ha. Nằm đằng sau đây thì đi rẽ phải ra đây thì mình đụng ngay trường tiểu học rồi, trường Phước Bửu ha. Đây. Vị trí muốn xả bên đây anh chị. Đây. Từ đây qua này qua là năm, chính xác là 5m9, gần 6m anh chị ha. Sâu vào trong là 16m8 ha, gần 17m. Nói chung là đất mình vuông vức anh chị ha. Nói chung là nhà gia chủ mình buôn bán nên là đồ đạc hơi nhiều anh chị. Tổng diện tích chính xác là 98,4m2. Và thổ cư là mình đang có là 93,7m2 thổ cư rồi, đất ở đô thị anh chị ha. Hiện tại trên bất sản thì đang có một cái nhà cấp 4 ha, nói chung là cái nhà nhỏ. Thì nói chung là ở trong nhà thì cũng không có gì hết anh chị. Thì nói chung là nhà đơn sơ thôi. Đó. Trong này vẫn, trong hẻm này vẫn kinh doanh mua bán bình thường anh chị. Đi ra chút xíu đây nè là đụng ngay trường tiểu học rồi. Chợ Đò này kia đó đầy đủ. Đường ô tô đi thoải mái nè. Ô tô đi thông nha. Trường tiểu học nằm đây rồi. Ở trong nhà thì có hai phòng ngủ, phòng khách và bếp. Điền vô quay sơ trong nhà ra cho mình xem ha. Cô ơi cho con đi nhờ vô quay chút xíu cho cô. Đây là phòng khách ha. Cô bán là cô để lại toàn bộ luôn hay là cô đem những thí dụ bàn ghế này kia là mình đem đi hay mình để lại, thí dụ vậy. Cô còn mảnh đất nào ở gần đây không hay là có cái nhà này thôi? Ở phòng khách ha, nói chung là cô nợ đây là cần bán nè. Hai phòng ngủ ha, đây hai phòng ngủ. Vậy đây là bếp. Cô là đang kinh doanh mua bán gì á cô? Cô bán heo quay. Bán heo quay, giờ còn đã bán không? Còn
không có chỗ cô nghỉ rồi đó, À, nghĩ nên là tôi nên là mới dọn mang cái đồ xe vô vô đây hết. quay cô đó. À, nên là dọn ra đây hết. Lưu quay heo đây nè, Dạ. nè lưu quay heo rồi, thấy không? À, Hồi đó dạ. cô làm bên hông này là cô quay heo nè, Dạ, dạ. Đó. đó tới đó là hết, Cái tường mình là ranh luôn rồi đó. ranh Tường luôn nhà là đó, ranh luôn rồi đó. tường nhà À, ranh luôn rồi. qua đây ha. Đó. Cái này bếp, Lùi tới đây là hết rồi này. ở đây là bếp nè. Mở cửa ra đây, lùi đằng sau đây là đằng sau điện máy xanh ha. À. Nói chung ranh mình tới đây thôi, khuôn viên sử dụng được xung quanh đây thôi. À. Đây, nước vuông vức ha. À, đầu 5m9, đuôi 5m9 ha. Tổng diện tích là 98,4 m². Giá cô đang kêu bán là 1,5 tỷ. Thiện chí thương lượng thêm cô ha. Dạ, thiện chí thương lượng thêm. Nói chung là nhà thì cũng không có giá trị gì anh chị. À, gia chủ mình bán thì những cái chỉ đem theo những vật dụng cá nhân thôi. À, còn những thứ của nhà thì không cần thiết để đem đi anh chị ạ. Sẽ để lại hết toàn bộ ha. À. Ngay trung tâm này. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mình đi cao tốc. À, tương lai Biên Hòa, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì di chuyển khoảng 1,5 tiếng thôi. Vị trí này thì khỏi nói rồi. Đi ra chợ thì kế bên. Nói chung là mọi thứ tiện ích tiện nghi mình chỉ cần đi bộ thôi ha. Không cần phải đi xe đâu. Đó. Đi bộ thôi. Ra tập thể dục thì mình có thể ra khoảng 100m, 200m là ra công viên rồi. Đó. Còn mình muốn đi ra ngân hàng thì cũng ra đó là gặp luôn anh chị. Đó. Còn đi chợ thì đi qua kế bên đây. Đó. Nhà thuốc nằm đối diện. Đó. Kế bên ra ngoài đầu đường thì ngay là quán phở. Đó. Tiện ích tiện nghi đầy đủ. Nha, em đi nhắc lại một lần nữa nha, cái tụ điện này sẽ di dời nha, đó để mà cho cái đường thông thương cho thoáng nha, cho người dân mình đi ha, đó, đường thông thương, đường đồng này là rộng rồi nè, còn đường khúc này thì thực sự ra là đường nhà nước là khoảng 4-5 mét rồi, đường ô tô đi thoải mái, nhưng mà dân ở đây người ta ít đi đó, đâm ra là để đồ hơi bừa bộn chút xíu, à. Rồi, à, em đi nhắc lại bức sản mình ha. Là diện tích là ngang là 5m9 gần 6m, sâu vào là 16m8 gần 17m ha. Tổng diện tích là 98,4 m². À, đất ở là 93 phẩy mấy m² rồi đó. À, dường như là gần là full rồi. À, đang cần bán là 1,5 tỷ ha. À, rồi cô chú gì nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ ngay số điện thoại 0788668834 ha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp được tiếp chủ để thương lượng thêm. À, rồi em điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. À, cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điền và để được xem video mới nhất của em Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.